Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh học online. Các em thân mến, trong phần môn tập làm văn của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu bài 50 của tuần 25, tập viết đoạn đối thoại trang 77. Các em ạ, bài học này là một bài khá là thú vị đấy, bởi vì nó giúp chúng ta tập làm quen với việc biên tập, tập làm đạo diễn và làm diễn viên đấy. Nghe qua đã rất là hấp dẫn rồi đúng không nào? Nào bây giờ thì chúng ta cùng xem là sau khi học xong bài học này thì chúng ta cần phải hoàn thành những nội dung kiến thức nào nhá. Thầy mời các em. Các em thân mến, sau khi học xong bài học ngày hôm nay thì chúng ta cần phải hoàn thành được nội dung kiến thức sau. Nội dung thứ nhất là dựa theo truyện Thái sư Trần Thủ Độ, viết tiếp các lời đối thoại theo gợi ý để hoàn thành một đoạn đối thoại trong kịch. Nội dung thứ hai là biết phân vai, đọc lại hoặc diễn thử màn kịch. Nghe qua thôi là chúng ta đã thấy nó hấp dẫn rồi đúng không nào? Vậy thì trước khi đi vào làm quen với cái nội dung của bài học ngày hôm nay thì thầy muốn các em chúng ta trao đổi về một số nội dung liên quan đến cái bài học ngày hôm nay. Đó là đối thoại là gì và đối thoại thường dùng trong những trường hợp nào. Thầy mời các em. Các em thân mến, hẳn rằng là trong chương trình môn tập đọc mà chúng ta đã học từ trước tới giờ thì chắc chắn là chúng ta còn nhớ một cái vở kịch mà chúng ta đã từng học ở lớp 4, đó là cái vở kịch Ở Vương Quốc Tương Lai. Hay là ở trong chương trình lớp 5 thì chúng ta đã làm quen với một vở kịch khác, đó là Lòng Dân. Hay là mới đây nhất, ở đầu kỳ 2 thì chúng ta có làm quen với một cái bài tập đọc, đó là một cái vở kịch Người Công Dân Số 1 nói về Bác Hồ đúng không nào? Các em ạ, tất cả những cái nội dung đó thì nó đều là những cái vở kịch, nó thể hiện cái sự đối thoại giữa các nhân vật. Thế thì đối thoại là gì? Thế thì chúng ta có những cái hiểu biết gì về đối thoại? Chúng ta cùng đi thảo luận về nó một chút các em nhé. Các em ạ, đối thoại thực ra là nó rất gần gũi với chúng ta hàng ngày đấy. Chẳng hạn như là những cuộc trò chuyện của chúng ta với nhóm bạn. Đấy, nói qua nói về hay bàn về vấn đề này, bàn về vấn đề kia thì đó chính là đối thoại. Hoặc là ở trên lớp khi cô giáo giảng bài, cô giáo đưa ra những câu hỏi, chúng ta trả lời và chúng ta hỏi lại cô giáo trả lời. Hoặc là chúng ta thảo luận với các bạn trong nhóm của mình về một vấn đề nào đó, về nội dung của bài học, thì đó cũng chính là đối thoại để các em ạ. Hay là bạn nào đã từng tham gia diễn kịch ở các lần thi văn nghệ của nhà trường thì những cái lời thoại của nhân vật, những cái màn đối đáp của các nhân vật trong cái vở kịch thì đó cũng chính là đối thoại để các em ạ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đối thoại thực ra là một cái khái niệm rất là gần gũi, rất là dễ hiểu đúng không nào? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể truyền tải một cái câu chuyện ngắn thành một vở kịch? Có nghĩa là chúng ta tập làm biên tập đấy các em ạ. Đấy, biên tập từ một những nội dung câu chuyện để ra được một cái vở kịch. Đấy, để cho từng nhân vật có từng lời thoại, từng hành động, từng ý nghĩa lột tả được của nội dung của vở kịch đó, làm cho người nghe, người đọc, người ta hiểu ý nghĩa của câu chuyện muốn truyền tải, thì đó chính là cái nội dung của bài học ngày hôm nay. Là một nội dung khá là khó, tuy nhiên rất là hấp dẫn. Các em hãy tập trung các em nhé. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ từng bước một làm quen với việc hoàn thành một cái đoạn đối thoại và sau đó chúng ta diễn thử. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào cái nội dung giúp chúng ta có thể viết thành vở kịch là gì. Thầy mời các em chúng ta đến với yêu cầu của bài tập 1. Các em thân mến, để giúp chúng ta có thể hoàn thành được một cái vở kịch dựa trên một cái nội dung gợi ý cho sẵn thì chúng ta sẽ lần lượt thực hiện các yêu cầu của cái bài học ngày hôm nay. Và yêu cầu đầu tiên dành cho chúng ta như sau: đọc đoạn trích sau của truyện Thái sư Trần Thủ Độ và sau đó trả lời cho thầy hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất này: đoạn trích gồm có mấy nhân vật, đó là những nhân vật nào? Câu hỏi thứ hai là nêu nội dung chính của đoạn trích. Thầy mời các em chúng ta cùng đến với cái đoạn trích truyện Thái sư Trần Thủ Độ các em nhé. Có lẽ là nhìn bức hình này và cái câu chuyện này thì có lẽ nhiều bạn đã nhớ ra câu chuyện này ở đâu rồi đúng không nào? Các em ạ, câu chuyện này là một đoạn trích trong cái bài tập đọc về Thái sư Trần Thủ Độ mà chúng ta đã từng được học đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta cùng đọc cái đoạn trích này các em nhé. Các em cùng đọc với thầy nào. Có lần Linh Tử Quốc Mẫu, vợ ông muốn xin riêng cho một người làm chức câu đương. Trần Thủ Độ bảo người ấy: người có phu nhân xin cho làm chức câu đương, không thể ví như những câu đương khác, vì vậy phải chặt một ngón chân để phân biệt. Người ấy kêu van mãi, ông mới tha cho, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Các em ạ, đây chỉ là một đoạn trích mà trong cái câu chuyện về Thái sư Trần Thủ Độ chúng ta đã từng được học đúng không nào?
Bây giờ thì chúng ta hãy thực hiện cái yêu cầu này giúp thầy nhé. Đó là trả lời hai cái câu hỏi này các em này. Trả lời chính xác hai cái câu hỏi này thì nó giúp chúng ta rất nhiều trong những cái phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay đấy. Vậy thì các em hãy tạm dừng video để có nhiều thời gian hơn, lấy giấy bút ra và trả lời các câu hỏi này nhé. Sau khi làm xong thì chúng ta mở video lên để so sánh và kiểm tra kết quả. Thầy mời các em. Nào, bây giờ thì thầy mời các em chúng ta cùng kiểm tra kết quả các em nhé. Câu hỏi đầu tiên là đoạn trích gồm có mấy nhân vật, đó là những nhân vật nào? Theo các em thì trong cái đoạn trích đó gồm có bao nhiêu nhân vật các em? À, chúng ta cùng kiểm tra nhé. Trong cái câu chuyện vừa rồi thì có các nhân vật như sau. Thứ nhất đó là Thái sư Trần Thủ Độ. Thứ hai đó là Linh Từ Cúc Mẫu, tức là vợ của Thái sư Trần Thủ Độ. Và thứ ba đó là nhân vật Phú Nông. Rồi bây giờ chúng ta sang câu hỏi thứ hai, nội dung chính của đoạn trích. Vậy thì theo các em, nội dung chính của đoạn trích này là gì? À, chúng ta cùng xem nhá. Các em ạ, nội dung chính của đoạn trích này đó là Thái sư nói với kẻ muốn xin làm chức câu đương rằng anh ta được Linh Từ Quốc Mẫu xin cho chức câu đương thì phải chặt một ngón chân để phân biệt với các câu đương khác. Người ấy sợ hãi rối rít xin tha. Nào, bây giờ thì thầy mời các em chúng ta hãy kiểm tra xem là câu trả lời của các em có giống như trong bài làm này không. Nếu các em có được câu trả lời giống như trong bài làm này thì thầy xin được chúc mừng các em nhé. Các em ạ, hoàn thành tốt cái nội dung của bài tập 1 này chính là cơ sở để chúng ta có thể hoàn thành tốt cái nội dung tiếp theo của bài học ngày hôm nay. Nhưng để chúng ta có thể hoàn thành tốt những cái nội dung tiếp theo của bài học ngày hôm nay thì chúng ta cùng bàn về những nhân vật trong cái câu chuyện này. Hẳn là trong cái bài tập đọc về Thái sư Trần Thủ Độ thì chúng ta đã biết Trần Thủ Độ là một người như thế nào rồi đúng không nào? Là một vị quan thanh liêm chính trực, ông luôn đặt cái lợi ích quốc gia lên hàng đầu và luôn luôn xử sự một cách rất là công bằng, việc nước cũng như là việc nhà. Chính vì vậy thì ông không thích những cái trường hợp nhờ vả vào cái mối quan hệ để xin xỏ hay là đi luồn đi cúi, hoặc là những cái kẻ mà không có tài năng mà lại muốn làm quan. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia. Và trong cái trường hợp này á, thì cái anh Phú Nông này các em này chính là người nhà của Linh Từ Quốc Mẫu. Phú Nông á, tức là một người nông dân giàu có. Theo như trong chuyện này thì anh Phú Nông này á, là một người giàu có nhưng mà ít học. Anh ta có của cho nên là anh ta muốn là có được một chức quan để gọi là rạng rỡ với tổ tông. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Thái sư Trần Thủ Độ ấy là một người công tư phân minh, bất kể người đó là người thân của gia đình thì cũng phải tuân theo phép nước. Việc ra làm quan giúp nước là tốt nhưng mà phải có tài năng. Còn nếu như không có tài năng gì thì sẽ trở nên rất là có hại cho đất nước, đúng chưa nào? Và trong cái câu chuyện này á, anh Phú Nông này muốn xin làm quan để rạng rỡ tổ tông thôi, chứ thực ra là không phải vì mục đích để giúp nước. Mà anh ta lại không có ăn học đến nơi đến chốn, không có hiểu về chức phận. Thái sư Trần Thủ Độ chặt một ngón chân để phân biệt anh câu đương này với anh câu đương khác, thực ra không phải là để phân biệt đâu các em ạ. Mà ngụ ý của Thái sư ấy là đầu tiên thì ông cũng muốn thử xem là người này có thực lực là tài năng hay không. Nếu như thực lực tài năng, có hiểu biết, có học về những cái lĩnh vực này và có thể làm việc tốt thì rất có thể là Thái sư sẽ xem xét. Tuy nhiên là Thái sư đã biết rất rõ về người này, chỉ là một người nông dân có tiền muốn mua một chức quan để rạng rỡ tổ tông thôi, chứ không thực ra không phải vì phục vụ cho lợi ích của quốc gia, không vì lợi ích của đất nước, cho nên mới đưa ra một cái tình huống là chặt ngón chân để làm cho anh ta sợ, để anh ta thôi. Đó, chứ không có thì anh ta lại cứ lợi dụng cái vấn đề người nhà để xin, cũng muốn cho anh ta biết rằng là việc quốc gia không phải là chuyện chơi có thể xin cho đúng không nào, mà phải có thực lực đấy. Rồi, như vậy là chúng ta đã hiểu đại khái về nội dung chính của cái đoạn trích này cũng như là tính cách của từng nhân vật về Thái sư Trần Thủ Độ và Phú Nông để chúng ta có thể hoàn thành tốt những nội dung tiếp theo. Bây giờ thầy mời các em chúng ta sang yêu cầu thứ hai nhá. Các em thân mến, yêu cầu thứ hai dành cho chúng ta như sau. Dựa theo nội dung chính của đoạn trích trên, em hãy cùng các bạn trong nhóm viết tiếp một số lời đối thoại để hoàn chỉnh cái màn kịch theo gợi ý sau.
Các em ạ, đây chính là nội dung hay nhất và cũng khó nhất của bài học ngày hôm nay đấy. Các em ạ, để giúp chúng ta có thể hoàn chỉnh một màn kịch theo gợi ý thì trong sách giáo khoa người ta đã viết rồi. Tuy nhiên thì nhiều bạn đọc cái phần gợi ý này thì cũng chưa được hiểu kỹ cho lắm. Vậy thì thầy sẽ cùng chúng ta tìm hiểu về nó các em nhé. Các em ạ, để chúng ta có thể hoàn chỉnh được một màn kịch thì chúng ta cần phải có bố cục của nó, đúng không? Vậy thì để chuẩn bị cho một màn kịch thì chúng ta cần chuẩn bị những nội dung nào? À, các em chúng ta cùng theo dõi nhé. Các em ạ, để chuẩn bị cho một vở kịch thì các yếu tố cần thiết để chuẩn bị cho một vở kịch đó là tên của vở kịch là gì? À, tên của vở kịch này cũng chính là cái nội dung thâu tóm, tóm gọn nhất của một cái màn kịch hay là một cái thông điệp mà chúng ta muốn mang đến cho khán giả. Và thông qua cái tên này thì người ta cũng mường tượng ra được rằng là nội dung của câu chuyện muốn nói đến điều gì. Đấy, và nó cũng xen kẽ vào đó một chút tò mò để người ta theo dõi tiếp câu chuyện này. Vậy thì trong cái câu chuyện này thì trong sách giáo khoa người ta đã gợi ý cho chúng ta tên của vở kịch này đó chính là Xin Thái Sư Tha Cho. Vậy thì để thể hiện tốt được cái màn kịch này thì yếu tố cần thiết của một vở kịch là gì chúng ta có biết không? À các em ạ, đây chính là cái lúc mà chúng ta cần cái nội dung của bài tập 1 đấy. Yếu tố cần thiết của một vở kịch thì gồm có những cái nội dung như sau. Thứ nhất đó là nhân vật. Một vở kịch không thể thiếu nhân vật được, đúng không? Rồi, thứ hai nữa là để cho nhân vật chúng ta lột tả được tất cả nội dung câu chuyện thì phải có bối cảnh hay là cảnh trí phù hợp và cái thời gian diễn ra cái vở kịch đó. Thế thì thầy sẽ đi nói cụ thể về từng cái yếu tố này. Yếu tố đầu tiên là yếu tố nhân vật. Thì trong cái câu chuyện này là có những nhân vật nào các em nhỉ? À, trong bài tập 1 thì chúng ta đã tìm thấy là các nhân vật là Thái sư Trần Thủ Độ này, Linh Từ Quốc Mẫu này, đúng chưa nào? Và Phù Nông. Thế thì trong cái câu chuyện ấy là hai nhân vật chính là Thái sư Trần Thủ Độ, đúng chưa các em? Và Phú Nông là hai cái nhân vật chính đối thoại với nhau nhiều nhất. Đấy, thế thì hai nhân vật này không thể thiếu được, đúng chưa nào? Đó là Thái sư Trần Thủ Độ là một này và Phú Nông là hai. À, bởi vì cái câu chuyện này diễn ra giữa Trần Thủ Độ và Phú Nông. Mà như chúng ta biết là Trần Thủ Độ là một quan đầu triều, khi làm việc thì thường thường có người giúp việc và ở đây chúng ta thường gọi là lính, đúng không? Thì chúng ta có thể có một vài người lính để giúp việc cho Trần Thủ Độ. Rồi tiếp theo là cảnh trí. Cảnh trí ở đây tức là khung cảnh diễn ra cái câu chuyện này các em ạ. Thế thì trong sách hướng dẫn cho chúng ta như thế này này. À, cái cảnh trí là công đường có một đặt một án thư lớn. Trên án thư có một hộp bút, vài cuốn sách, một chiếc quạt. Trần Thủ Độ đang ngồi viết bên án thư. Hai bên có lính đứng cung kính. À, nói như vậy thì các em có thể khó hiểu một chút nhưng quan sát cái phần hình ảnh sau thì các em dễ hình dung ra cảnh trí này các em này, rất là đơn giản. Đây chính là cái cảnh trí về cái câu chuyện của Thái sư Trần Thủ Độ và người Phú Nông này các em này. Đây chính là Thái sư Trần Thủ Độ này, đây là Phú Nông này và đây là người lính này. Còn đây là toàn bộ bàn làm việc của Thái sư hay còn gọi là án thư đấy. Đấy, được chưa nào? Tiếp theo là cái thời gian diễn ra cái câu chuyện này. Các em ạ, bởi vì quan thường xử lý những cái vấn đề dân tình thì thường là giải quyết trong cái giờ hành chính thì có thể chọn buổi sáng hoặc buổi chiều. Đấy, ở đây thì thầy chọn buổi sáng. Các em có thể thích buổi nào chúng ta chọn cũng được các em nhé. Nhưng mà chú ý là trong hai buổi là buổi sáng hoặc buổi chiều, thời gian diễn ra, chọn cái nào cũng được. Rồi chúng ta đi đến cái nội dung tiếp theo, cái nội dung thứ ba, đó là nội dung của vở kịch. Thế thì một cái màn kịch diễn viên đẹp, cảnh trí tốt nhưng mà nội dung không hay thì sẽ không không hay đúng không nào, sẽ thất bại. Vậy thì nội dung ở đây thì trong sách giáo khoa người ta cũng đã hướng dẫn cho chúng ta cái nội dung cơ bản của vở kịch này rồi. Đó là gì nhỉ? Thứ nhất là diễn tiến của cái vở kịch này là như sau. Trần Thủ Độ cho lính mời Phú Nông vào. Rồi Trần Thủ Độ hỏi tên tuổi nguyện vọng của Phú Nông. Trần Thủ Độ hỏi Phú Nông về chức phận của câu đương và Phú Nông trả lời. Và sau đó thì Trần Thủ Độ bảo là phải chặt một ngón chân của Phú Nông để đánh dấu hay là để phân biệt với lại những Phú Nông khác. Và tên Phú Nông này sợ hãi, kêu, van và xin tha. Như vậy thì chúng ta có thể hình dung ra được cái vở kịch này, những cái nhân vật nào tham gia diễn xuất chính các em nhỉ? À, chắc chắn là Trần Thủ Độ này, rồi thứ hai là lính này, thứ ba là Phú Nông, đúng chưa nào? Rồi khi tất cả nhân vật, cảnh trí, thời gian và nội dung chính của vở kịch đã có rồi, vậy thì làm thế nào từ cái nội dung chính này chúng ta viết ra được một kịch bản, tức là phân vai cho từng nhân vật và từng nhân vật đó diễn như thế nào, nói như thế nào, thì thầy mời các em chúng ta sang cái
phần tiếp theo các em nhé. Thầy mời các em. Các em thân mến, để giúp chúng ta có thể dựa theo cái đoạn trích của câu chuyện Thái sư Trần Thủ Độ và hoàn thành một cái màn kịch theo cái gợi ý của sách giáo khoa, thì cái nội dung ở bên trái màn hình của các em chính là cái nội dung cốt lõi của câu chuyện mà chúng ta đã được tìm hiểu qua hai cái phần đầu tiên. Và từ cái câu chuyện chính này này thì chúng ta sẽ phân vai cho các nhân vật này, rồi là lời thoại của các nhân vật ra sao, các nhân vật phải biểu lộ thái độ tình cảm như thế nào trong quá trình diễn để nêu lên được cái ý nghĩa của câu chuyện. Và khi mà chúng ta hoàn thành được toàn bộ cái lời thoại này rồi á, thì cái đó chính người ta gọi là kịch bản phim đấy các em. Đó. Bạn nào yêu thích đạo diễn, yêu thích diễn viên hay là yêu thích biên tập phim thì chúng ta phải ráng rèn luyện cái này các em nhé. Rồi bây giờ thì làm thế nào để chúng ta có thể viết thành kịch bản phim đây? À các em ạ, trong sách giáo khoa người ta cũng đã viết rồi. Đó, người ta viết một đoạn dang dở rồi đó. Thế thì từ cái đoạn dang dở này này, thầy sẽ giúp các em hiểu cái cách viết và sau đó chúng ta sẽ viết nốt những đoạn còn lại nhá. Rồi bây giờ thì trong sách giáo khoa người ta viết là từ cái nội dung chính này các em này, để chúng ta viết ra kịch bản này, Trần Thủ Độ cho lính mời Phú Nông vào. Thế thì từ cái phần ý tưởng của câu chuyện này này thì chúng ta sẽ có được nhân vật như thế nào các em nhỉ? À, Trần Thủ Độ cho lính mời Phú Nông vào thì chúng ta có nhân vật là lính. Vậy thì lính phải làm những việc gì? À, lính này bước vào à, bẩm thái sư, người nhà của phu nhân đã tới rồi ạ. Đấy. À, lính bẩm như vậy thì người tiếp theo sẽ trả lời là ai các em nhỉ? À, chắc chắn là thái sư Trần Thủ Độ rồi, bởi vì lính đang nói chuyện với thái sư mà, đúng không? Như vậy là nhân vật tiếp theo là thái sư Trần Thủ Độ, nói là gì? Cho anh ta vào. Đấy, rồi khi mà thái sư nói như vậy rồi thì những người lính này, này đi ra và sau đó dẫn vào một người khoảng 30 tuổi, ăn mặc kiểu nhà giàu nhưng mà hơi quê cạch. Đó. Đây chính là cái anh Phú Nông này các em này. Đấy. Vậy thì nhân vật tiếp theo là gì các em? À, lính đã đưa anh ta vào thì chắc chắn nhân vật tiếp theo sẽ là Phú Nông, đúng không? Đấy. Phú Nông là lại đức ông, tức là chào thái sư Trần Thủ Độ này. Đấy, đây chính là cái phần đầu tiên này các em này. Rồi đến cái phần thứ hai là Trần Thủ Độ hỏi tên tuổi nguyện vọng của Phú Nông. Đấy, thế thì chúng ta sẽ diễn tiến cái phần tiếp theo đấy là chính là nhân vật Trần Thủ Độ này. Đấy, ngươi có phải là Đặng Văn Sửu không? Và thái sư hỏi thì tất nhiên là ai phải trả lời các em? À, đương nhiên là Phú Nông rồi đúng không? À, nhân vật Phú Nông phải trả lời. Và Phú Nông trả lời với thái sư Trần Thủ Độ thì phải đối với cái thái độ như thế nào các em nhỉ? À, dạ bẩm đúng không? Bởi vì là thường dân mà, đối với quan ngày xưa là quan là quan phụ mẫu, là cha là mẹ, cho nên là dân mà đến là phải dạ bẩm thưa với quan đấy các em ạ. Rồi tiếp theo ở đây thì chúng ta có thể viết tiếp là thái sư Trần Thủ Độ hỏi về nguyện vọng của Phú Nông này, có phải là người muốn làm chức câu đương phải không, đúng không các em? Đó, để Phú Nông này trả lời tiếp và sau đó chúng ta đến cái phần tiếp theo này này. À, về Trần Thủ Độ hỏi về Phú Nông về chức phận của câu đương, tức là hiểu biết về cái chức câu đương là cái chức gì, cần phải làm gì đấy. Đấy, để xem anh ta là có hiểu gì không. Thì từ cái chỗ mà anh ta trả lời á, để biết được rằng là anh ta có phải là người hiểu biết và có thể làm được việc hay không. Nếu như anh ta có hiểu biết, có học hành về cái lĩnh vực này thì anh ta sẽ đưa ra được những câu lời thuyết phục, và biết đâu thì thái sư có thể cân nhắc, bởi vì anh ta có tài năng thực sự, đúng không? Còn nếu như mà anh ta không đưa ra được thì thái sư Trần Thủ Độ cũng biết cách để mà cho anh ta không nhận cái chức câu đương này, bởi vì làm quan mà không biết gì thì chỉ có hại dân thôi, đúng không các em? Đấy, cho nên là thái sư Trần Thủ Độ mới hỏi Phú Nông về chức câu đương. Và trong cái nội dung chính của câu chuyện này chúng ta thấy là Phú Nông trả lời chứng tỏ rất ít hiểu biết về chức phận của câu đương. Cho nên là thái sư Trần Thủ Độ bảo là phải chặt một ngón chân của Phú Nông để đánh dấu. Thực ra là thái sư Trần Thủ Độ có muốn chặt ngón chân của anh này không các em nhỉ? À không phải đâu. Mà thực ra là biết những cái người này người ta chỉ ham danh thôi. Đấy, họ ham muốn một cái danh nào đó lấy oai thôi. Bây giờ mà bị chặt một ngón chân thì đau lắm. Họ sợ lắm, làm sao mà dám đổi cái đấy để mà chặt một ngón chân thì thành tàn tật. Cho nên họ sợ lắm. Cho nên là thái sư Trần Thủ Độ đã đưa ra một cái cách, cái kế như vậy để cho người này thấy khó mà lui. Rồi như vậy là cứ theo cái tiến trình này thì chúng ta sẽ viết được hoàn thành câu chuyện này các em nhá. Và để các em có thể có tư liệu thêm, có thêm cái hiểu biết đầy đủ về cái câu chuyện này thì thầy có tìm hiểu ở trên mạng về một cái câu chuyện họ dựng thành phim hoạt hình về thái sư Trần Thủ Độ để chúng ta theo dõi cái câu chuyện này, để từ đó chúng ta có thể hoàn thành tốt những nội dung này. Bây giờ thầy mời các em chúng ta
xem qua đoạn phim này các em nhé. Các em thân mến, vì lý do là bản quyền cho nên là thầy chỉ cho các em xem một chút về hình ảnh để các em biết về nhận dạng về cái video này thôi. Còn thầy sẽ để đường link của cái video này ở dưới để các em có thể chúng ta sẽ tìm hiểu về cái video này các em nhé. Nó ở một cái trang như này này. Đấy, chúng ta mở ra thì nó sẽ có cái trang như này, chúng ta cứ mở xuống dưới thì chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện này. Đấy. Đấy các em nhá. À, đây chính là cái đoạn mà Linh Từ Cúc Mẫu đã xin Thái sư Trần Thủ Độ cho người nhà của mình một cái chức câu đương đấy các em ạ. Đấy, cho nên là chúng ta nghe qua cái đoạn này một chút nhá. Ngoại, cháu gọi tôi bằng cô. Buổi sáng mẹ nó có qua nhà thăm, ngỏ ý nhờ ông cho nó cái chức câu đương gọi là. Đấy các em ạ, thầy rất là sợ về vấn đề bản quyền cho nên là nghe một đoạn như vậy thôi. Thầy hy vọng rằng là không bị đánh bản quyền. Nếu như mà bị đánh bản quyền thì cũng phải ráng chịu thôi. Chắc cái video này không biết là có đến được tay các em hay không. Nhưng nếu mà đến được hoặc là không đến được bị cắt đi thì các em cũng thông cảm nhá. Rồi cái đoạn tiếp theo này này, thầy không dám mở hết đâu. Đây, cái đoạn tiếp theo này là ở sân đình này các em này. Đây, Thái sư Trần Thủ Độ đây. Đây, đây các em ạ. À, chúng ta cùng nghe qua đoạn này xem thế nào nhá. Bữa trước mẹ con có lên thăm nhà quan Thái sư nhưng ngài vẫn ra bộ. À, các em ạ, thầy sẽ để đường link của cái video này bên dưới để chúng ta tham khảo rồi sau đó chúng ta hoàn thành cái vở kịch này các em nhá. Vì lý do bản quyền thầy nói khi nãy đó, không thể nào mà cho các em xem hết được, các em thông cảm nhá. Và vừa rồi là một cái đoạn video hy vọng rằng nó sẽ giúp chúng ta có được những ý tưởng để hoàn thành tiếp cái vở kịch này các em nhá. Và để giúp chúng ta có thể tự đánh giá được là cái sản phẩm của mình làm ra có đảm bảo yêu cầu hay không, thì sau đây thầy có một vài cái gợi ý về nhận xét về yêu cầu kịch bản để các em có thể tham khảo và từ đó chúng ta có thể đánh giá được bài làm của mình các em nhé. Thầy mời các em chúng ta cùng xem về phần đánh giá hay là yêu cầu dành cho kịch bản mà chúng ta hoàn thành. Thứ nhất, về yêu cầu kịch bản thì cần có những yêu cầu sau. Thứ nhất là không được bỏ sót một nhân vật nào. Như chúng ta thấy là trong cái vở kịch đấy thì sẽ có 3 nhân vật cần phải được triển khai, đó là lính này, Trần Thủ Độ này và Phú Nông này, thì chúng ta phải phát huy hết các vai trò của các nhân vật đấy các em nhá. Các nhân vật phải có lời đối thoại hợp lý, bộc bạch đúng cái tính cách của từng người một. Đấy, nhân vật của Thái sư Trần Thủ Độ thì ông với một cái tính cách là cương trực, thẳng thắn, nghiêm minh, chí công vô tư, thì những cái lời thoại chúng ta phải thể hiện như thế nào này. Hoặc là cái nhân vật Phú Nông thì lời thoại như thế nào, thì chúng ta cần phải sáng tạo trong cái việc sử dụng ngôn ngữ giữa nhân vật chính trực và nhân vật như là Phú Nông. Đấy thì sẽ tạo ra cái sự bất ngờ cho vở kịch này các em ạ. Yếu tố tiếp theo nữa là cái ý nghĩa của câu chuyện này chúng ta phải nắm thật rõ là mục đích của câu chuyện này là gì. Thì từ đó chúng ta mới truyền tải được toàn bộ nội dung. Về phần ý nghĩa thì thầy đã trao đổi với các em ở phần trước rồi, đúng không nào? Tiếp theo nữa là lưu ý về cái quá trình viết này các em. Các em chú ý cho thầy này. Cái này hết sức quan trọng trong cái việc thể hiện kịch bản đó các em nhá. Đó là trong một cái vở kịch thì nó ghi lại cái phần đối thoại của các nhân vật. Chính vì vậy thì các lời thoại của các nhân vật á, thì các em cần phải chú ý cho thầy là đầu câu đối thoại á, chúng ta cần có dấu gạch ngang. Các em lưu ý về điều này cho thầy nhá. Một yếu tố nữa đó là những yêu cầu về cử chỉ hành động. Tức là những cái phần diễn mà không có lời thoại á, thì chúng ta ghi trong kịch bản thì ghi như thế nào, thì chúng ta cần phải ghi nó ở trong cái dấu ngoặc đơn. Bây giờ thầy lấy ví dụ để các em dễ hiểu hơn. Đây các em thì dễ hiểu hơn này các em này. Thứ nhất là chúng ta đã phân vai các nhân vật thì lính thì sẽ nói như thế nào, rồi hành động ra sao. Thì ở đây chúng ta thấy là hành động là bước vào này, là còn cái phần màu xanh này là phần lời nói này. Hoặc là cái phần tên này là phần lời thoại của Thái sư Trần Thủ Độ này. Sau phần thoại của Thái sư Trần Thủ Độ là phần diễn của các anh lính này, thì thầy đã để trong dấu ngoặc đơn này các em này. Đấy, các em chú ý nha, về những cái nét diễn mà không cần lời thoại của các nhân vật thì chúng ta hãy để nó vào trong dấu ngoặc đơn. Đấy, còn lời thoại của các nhân vật thì chúng ta để sau cái dấu gạch đầu dòng này này. Các em nhớ chưa nào? Đây là cái cách để chúng ta có thể viết kịch bản. Đấy, còn cái phần phía bên này chúng ta phải ghi nhân vật ra đây rồi. Trước mỗi lời nói của các nhân vật thì chúng ta ghi ra đây và sau đó viết dấu gạch ngang. Thầy nghĩ là chúng ta đã hiểu cái cách trình bày cái việc viết kịch bản này rồi đúng không nào? Và thông qua cái phần yêu cầu của kịch bản hay là đánh giá kịch bản thì thầy tin tưởng rằng là chúng ta có thể làm được, và đặc biệt là cái phần xem video. Và bây giờ thì chúng ta đã nắm được cái cách để chúng ta có thể viết ra một kịch bản rồi đúng không nào? Vậy thì chúng ta hãy tạm dừng video để viết kịch bản nhá. Sau khi hoàn thành xong thì thầy mời các em chúng ta mở video lên để
kiểm tra xem là mức độ hoàn thành của mình như thế nào. Thầy mời các em. Các em thân mến, sau đây thầy mời các em chúng ta cùng tham khảo một cái bài làm của một bạn đã viết xong cái vở kịch Xin Thái Sư Sai Cho. Cái phần đầu tiên mà trong sách giáo khoa chúng ta hướng dẫn đó là cho đến chỗ nhân vật Phú Nông này, bẩm vâng ạ, đúng không? Thái sư Trần Thủ Độ hỏi là ngươi có phải là Đặng Văn Xỉu không? Thì tên Phú Nông này nói là bẩm vâng ạ. Rồi tiếp theo là đến nhân vật Trần Thủ Độ này. Ta nghe phu nhân nói ngươi muốn xin chức câu đương, đúng vậy không? Phú Nông. Trước khi Phú Nông trả lời thì phải thể hiện được cái vẻ vui mừng nữa các em này. Đấy, đây là cái phần mà diễn đấy, đúng không? Còn đây là cái phần lời thoại này. Dạ đội ơn Đức ông, xin Đức ông giúp con được thỏa nguyện ước ạ. Tiếp theo là nhân vật Trần Thủ Độ. Ngươi có biết chức câu đương phải làm những việc gì không? Dạ bẩm bẩm con phải 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 đi bắt tội phạm ạ. Đấy, thì cái này phần này chúng ta phải diễn này, gãi đầu lúng túng này, giọng nói thì ấp a ấp úng, tỏ vẻ là biết rất là ít về cái chức trách nhiệm vụ của cái anh câu đương này, đúng không nào? Rồi đến nhân vật tiếp theo này, Thái sư Trần Thủ Độ này, làm sao ngươi biết kẻ nào là phạm tội? Rồi đến nhân vật Phú Nông này, dạ bẩm bẩm con cứ thấy nghi nghi là bắt ạ. Như vậy là chúng ta thấy anh này là hiểu một cách rất là hạn chế về cái chức vụ câu đương này, đúng không? Làm quan như thế rất là nguy hiểm, đúng không? Rồi Thái sư Trần Thủ Độ này, thì ra ngươi hiểu chức phận câu đương thế đấy. Thôi được, nể tình phu nhân, ta sẽ cho ngươi được thỏa nguyện. Có điều chức câu đương của ngươi là do phu nhân xin cho nên không thể ví như những câu đương khác, vì vậy phải chặt một ngón chân của ngươi để phân biệt. Đấy, phần này là cái phần diễn đấy, cái này đến phần diễn của Phú Nông này, hốt hoảng cuống cuồng. Ấy ấy chết sao ạ? Đức ông bảo 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 sao cơ ạ? Ngươi tưởng phép nước là chuyện đùa chăng? Này, phần này là phần diễn đấy, cái này van xin này. Đấy, con biết tội rồi, xin Đức ông nể tình phu nhân mà tha cho con ạ. Trần Thủ Độ tỏ vẻ cương quyết. Đây là phần diễn này. Ta nể tình phu nhân mà cho ngươi làm chức câu đương đấy thôi. Chặt một ngón chân chỉ là để phân biệt chức câu đương xin của ngươi thôi mà. Lúc này tên Phú Nông mới vội vã sợ hãi, đúng không? Không, con không dám xin chức này nữa ạ. Xin Thái sư tha tội cho. Xin Thái sư tha tội cho ạ. Nhân vật tiếp theo là Trần Thủ Độ nữa kìa. Ngươi đã biết thì được. Hãy về lo mà làm ăn, làm một người dân tốt. Đến nhân vật tiếp theo là đa tạ Đức ông ạ, đa tạ Đức ông ạ. Như vậy là chúng ta thấy rằng là câu chuyện có thể kết thúc được rồi, đúng chưa nào? Thế nào, bài làm của các em có cái phần kịch bản giống như trong bài làm này không? Thầy nghĩ rằng là không thể nào mà giống được, đúng không nào? Mỗi bạn thì có một ý tưởng, một cái cách viết khác nhau. Đại loại là chúng ta thể hiện được cái phần nội dung chính của cái bài học ngày hôm nay, những cái nội dung chính trong cái phần tóm tắt ấy, trong cái phần bài tập 2 ấy, bài tập 1, bài tập 2 ấy, thì có thể là hoàn thành được rồi, đúng không nào? Nêu lên được trình tự của cái câu chuyện đấy, như vậy là đã hoàn thành tốt cái vở kịch này rồi. Một yêu cầu nữa các em ạ, đó là chúng ta sẽ diễn lại cái vở kịch này. Có lẽ trong thời gian nghỉ dịch này thì chúng ta ở nhà một mình thì rất là khó để mà diễn được cái vở kịch này. Tuy nhiên thì không sao, chúng ta cũng bắt chước nhà thơ Trần Đăng Khoa ấy, trong cái bài thơ Mẹ ốm ấy, chúng ta còn nhớ không? Mình con diễn kịch giữa nhà, một mình con diễn cả ba vai chèo. Ở đây thì chúng ta cũng bắt chước Trần Đăng Khoa, chúng ta cũng diễn ba vai luôn. Các em nhớ nhá, vai lính này, vai Trần Thủ Độ này, vai Phú Nông. Nếu mà bạn nào mà diễn được cả ba vai này, mai mốt lên lớp cô phân vai á, thì khỏi phải lo, khỏi phải sợ là mình nhận phải vai nào. Nhận vai nào mình cũng có thể diễn được. Và để làm tốt được các vai diễn đấy thì chúng ta hãy tự mình tập ở nhà. Đồng ý không nào? Và cái phần này thì thầy không thể giúp các em nhận xét được. Các em hãy hoàn thành cái kịch bản này và sau đó diễn theo những cái phần lời thoại này, cũng như là cái phần hướng dẫn biểu lộ thái độ tình cảm trong cái phần ngoặc đơn này này, rồi nhờ bố mẹ anh chị giúp đỡ về nhận xét xem mình diễn đạt chưa các em nhé. Cái bài học ngày hôm nay khá là dài và cũng rất là thú vị. Hy vọng rằng thầy đã giúp chúng ta bước đầu làm quen với việc viết kịch bản và tập diễn thử một cái vở kịch để chúng ta có thể hoàn thành tốt được cái nội dung là viết phần đối thoại. Các em thân mến, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài học ngày hôm nay. Và qua bài học này thì thầy hy vọng rằng bước đầu đã giúp các em làm quen với việc viết đoạn đối thoại. Các em ạ, ngay lần đầu tiên viết một kịch bản thì
không thể hay ngay được đâu. Chúng ta phải rèn luyện rất là nhiều, và cũng không phải là ngay bài học đầu tiên chúng ta có thể trở thành là một nhà biên tập giỏi, một nhà đạo diễn giỏi hay là một diễn viên giỏi được. Cho nên là đây chỉ là một cái bài làm quen, cho nên là chúng ta cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thêm để từ đó chúng ta có thể hoàn thành tốt bài học này. Và chúng ta còn một cái bài học nữa, đó là cái bài của tuần sau, cũng là hoàn thành cái đoạn đối thoại cũng liên quan đến cái câu chuyện về Thái sư Trần Thủ Độ. Các em hãy chuẩn bị tốt để chúng ta học bài tiếp theo các em nhé. Và để kiểm tra xem là chúng ta đã thực sự hiểu cái bài học ngày hôm nay hay chưa, thì thầy có một thử thách nhỏ dành cho các em, xem là chúng ta có vượt qua này không. Thầy mời các em, chúng ta cùng xem thử thách đó là gì. Các em thân mến, bài tập thử thách mà thầy dành cho các em như sau. Trong bài văn đối thoại thì lời dẫn trực tiếp của nhân vật nên viết như thế nào? A. Viết bình thường. B. Viết trong ngoặc kép. Và C. Xuống hàng và viết sau dấu gạch ngang. Bằng những hiểu biết của mình trong cái bài học ngày hôm nay thì theo em, câu trả lời nào là câu trả lời chính xác? Các em hãy ghi câu trả lời của mình vào phần chat ở video cho thầy nhé. Chúc cho các em có được câu trả lời chính xác và trong thời gian nhanh nhất. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái bài học ngày hôm nay. Như thường lệ, vào cuối buổi học, thầy luôn muốn chúc các em có một sức khỏe thật tốt, tích cực rèn luyện thân thể, tự giác giúp đỡ bố mẹ bằng những công việc vừa sức và có nhiều hoạt động giúp đỡ những người xung quanh. Các em ạ, để chúng ta nhận được đầy đủ các bài học của sách giáo khoa thì nếu bạn nào chưa đăng ký thì chúng ta hãy đăng ký kênh học online các em nhé. Và để ủng hộ kênh học online nhiều hơn nữa thì chúng ta hãy like, chia sẻ để có nhiều bạn cùng học và chúng ta cùng nhau tranh luận những cái bài hay khó trong chương trình. Và nếu bạn nào còn chưa hiểu những bài tập nào hoặc chúng ta còn băn khoăn về một cái nội dung nào trong bài học thì chúng ta hãy nhận xét comment vào phần nhận xét ở phần nhận xét ở video. Thầy sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của các em. À, bài học chúng ta đến đây là hết rồi. À, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em vào video tiếp theo các em nhé.